Giờ là bắt đầu tháo đồ ra để giặt giũ nè. Khi nào đi xô sẽ rep lại. Đây. Chủ nhật tới sau mà. Ủa, cái này chủ nhật là có khi trễ hơn anh chưa biết được. Mình cứ cất đồ đã. Mày bây giờ tháo rồng. Đây, công đoạn tháo rồng, những rồng mà mình tháo cây này. Đây, đây là rổ trong nè. Đó. Đó, phần của rồng là gồm có những cái rổ và cây. Đây, hình như khỉ nhập đây. Quay mặt lại nhìn thử coi giống khỉ không? Hả? À. Đây. Tháo cờ. Đây, tháo cờ. Rồi. Đó, lần đi show xong thì bên đoàn mình thì lúc nào cũng tháo hết ra, giặt giũ, cất, có xô đem xuống. Đó, từ đó nha. Này gì gõ rồng này. Này. Tao em ơi vô TV sao em? Để ra ngoài đằng luôn đi. Em để ra ngoài luôn này. Cầm đây xong rồi. Để ngoài luôn đây, tí mình chuyển lên kìa. Chống, chống mặt sơn. Gõ rồng. Có cái bao rồng bữa tháo để đâu? Rồi tháo cơ xong chưa em? Giờ còn 9 giờ đêm rồi. Rồi. Đó, những bộ phận mà rồng mình cờ kiếp mình tháo. Đó. Đây. Đây mình lớn nhỏ thì cũng tiện nhưng mà ưu tiên là mấy 6 trở lên thôi. Còn những người nhỏ quá thì có phận dạy, phận liền đàng hoàng hết. Cần thì mình cứ bỏ vô làm những việc nào đó. Rồi. Rồi em xúc cây lại, em gom hết cây lại lên cho anh. Rồi, rồi bắt lại. Rồng chưa tháo xong à? Rồi lấy mấy cái bao bọc lăng cho anh đi. Lấy mấy cái bao đem vô cho anh. Đó, bao đó. Rồng có 7 khúc nha mọi người. Từ 7 khúc. Đó từ từ em ơi. 7 khúc, 9 khúc. Nhưng mà đa số khi giờ mình chơi toàn là 9 khúc. Múa cho nó đẹp hơn. 7 khúc này thì mình biểu diễn cũng được. Rồng rep 7 rep 9 vẫn được. Nhưng mà lúc này mình chơi rồng liền. Này. Đập rồng. Nói chung là tu sửa mấy lần nữa. Một mùa em thu là đi rồi. Mùa em thu là sửa lại đó. Mùa em thu là gãy may miết gãy hết. Phải làm lại hết. Đây. Anh đây cái bèo ra em ơi. Dỡ cái vị ra. Đó, cái bèo ra. Phải không đó. Cái này cũng một con rồng xanh. Chắc nồng vàng nằm đâu.
Đầu đuôi em để xuống kia luôn em. Ngon nó bao lăng em ơi. Rồi. Để xuống nó xuống đằng luôn nhanh cái. Này cái nhét từng khúc vô em, tập cho quen đi chứ. Làm này là cái gì phải biết làm hết nha. Không làm được thì cái này là nhét cái thân rồng vô. Nó rất là gọn gàng luôn. Em bỏ lăng đi. Em bỏ lăng vô, em dán có bên kia của bên kia nè em. Tầm tầng nó đi show tiếp thì mình lấy xuống. Rồi. Tự cho nó đều nha. Nó đỡ nó cộm. Đây, đây đến tháo rồng thứ hai, rồng xanh. Đây. Rồng xanh tháo cũng như rồng vàng thôi. Không khác gì hết. Mà có điều nó màu cam. Từ nha. Đây. Rồi hỗ trợ, việc hỗ trợ nó bưng trắng xuống em rồi. Đây. Đây. Bưng trắng xuống. Ui, mày để không được em ơi. Để nó đi dầm gãy rổ hết. Dọn vô đây dầm em ơi. Gì á? Bẻ xuống đây dọn. Dọn dưới này danh đi, để dầm á. Bẻ đâu? Xếp lên, đừng có để rốt gì. Là rồng em vậy nè. Để cho nó gọn gàng. Đây, phía sau nhà mình. Nhét đâu vậy? Trong nhét hôm nay mà. À. Bây giờ tao biết luôn á. Mày bưng ra đây chở gọn em ơi. Đây. Này chỗ được trống. Này lân tập. Này. Tập nét hết. Lần sâu xong rồi đồ đẹp phải giặt hết nè. Sạch. Rồi, rồng xanh tháo, dây đạn tháo nó rồng xanh. Rồng xanh chuối. Rồi, hai cái rổ khác nhau nha. Rổ rồng xanh. Đây, bưng trống xuống. Từ ơi, bưng được bưng nha. Bưng được, đợi nó từ từ bưng. Này, rổ rồng xanh. Rổ rồng xanh đây, rổ thường nè. Rổ này chất liệu đặc hơn, dẻo hơn nhiều nha anh em. Giờ anh hỏi cái rổ nào xịn hơn? Rổ kia, rổ màu vàng. Sao rổ nào xịn hơn? Sao xịn hơn? Nó dịu hơn, cái chất liệu bằng silicon nè. Cái dịu này bằng silicon. Mà cao á, anh tin em đi. Silicon. Rồi. Thì em qua phụ đi, thì xuống bưng trống này nó xuống. Rồi. Để bên kia. Đây. Bưng trống xuống nè. Đây. Không có hề len dịch về quay ra. Rồi. Bưng trống xuống. Cũng bằng điện bếp ra không? Từ từ thôi. Rồi. Cái đau lòng vô. Từ dặm nha, mình lòng. Đó. Đó, em chuyển xuống cho nó.
Ê lô, đây. Sụ dưới đây, đây. Làm quỷ hay ỉ nè, đó. Ỉ lâm hết, đây, đây. Đây. Đi đâu rồi? Đây, đây, đây. Nhanh, 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 nhanh. Nhanh ơi. Đây, bỏ lăng bì nè. Cho nên là bảo quản rất là tốt. Ở đây phải à, bỏ một con nè. Đúng không? Đó, quấn mình quấn lại đi. Quấn cái đuôi lại khỏi dùng keo đi. Còn bao nữa không? Còn muốn nói em rút lại được rồi, em rút cái này lại được rồi nè. Rút lại. Rút cái này. Đó. Anh đi ngẫu điên đây là bỏ nhà đi bụi nè. Đó. Bỏ nhà đi bụi, đem mơ lăng. Còn một học trò nghỉ học đi múa lăng luôn, mẹ bắt nghỉ. Bác nghĩ không muốn lăn, bỏ nhà đi luôn. Tú. Đây. Đây là duy trì cuối cùng của đoàn lăn đây. Còn mình nó là cũ lại mới hết. Đây. Niên bữa khách chữ huynh đường sâu bây giờ. Đó. Còn em đam mê lâu quá xin nghỉ làm luôn mà anh. Còn đây đam mê hết nè. Đó. Đam mê. Đam mê. Làm thì đủ mới ít lắm. Còn đi múa thì thấy nhiều quá. Đúng rồi. Ai luôn. Từ. Cái gì? Bỏ mấy cái nguyên tài nhí vô nè. Đây nè. Chào ơi thầy đây. Chào ơi. Hai. Chào mọi người đây. Rồi. Bưng cái đồ qua cho chị My qua này em ơi. À, chị mình hết nè. Chống này. Con lu. Bưng cái trống cho chị My nữa. Bưng lên, bưng cái trống lên nè. Đó. Từ nha. Không nặng. Bỏ đẹp luôn. Lăn lên. Lên. Ở đây. Bố lăn không? Bố lăn không? À, bố lăn không? Lắc. Nhảy, nhảy, nhảy. Nhảy đi. Nhảy. Đây, chó. Lúc, lúc, lúc. Trời ơi, ai dễ thương vậy? Ai dễ thương vậy? Ai thương vậy? Ai vậy? Ai thương vậy? Ai thương vậy? Hùng ơi. Hùng, 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 hùng. 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 À, trời bẻ. Mũi lăng khoái lắm nè, nhảy nhót cái kiểu rồi đó. Rồi. Bao đây hai con nữa. Quân là lấy lăng làm giật hưởng mấy cái thử với mọi người xem. Tự cầm lăng đàng hoàng nha em. Cầm cho nó đàng hoàng sao cầm vậy? Rồi. Nó đứng ngay góc kia lọc lọc ra cho nó quơ mấy cái thử em. Đây, đầu hai của mình. Đây là người mới. Rồi. Đó. Qua đầu xấu em ơi. Từ từ thôi. Lên xuống, xuống lên. Xuống. Xuống lên nháy. Xuống, đó đúng rồi, nháy. Bước chân lên. Bước chân. Ừ. Xấu quá. Rồi. Sau kiểm tra lại nha. À đây nữa. Vết. Chào mọi người nha Vết. Vết. Đang quay YouTube nè. Chào mọi người đi. Chào mọi người đi Vết. Vết.
chèo mọi người đi, giơ tay chèo đi, là người YouTube à. Rồi bè em ơi, rồng bỏ cái phòng anh đi, lấy đồng rồng bỏ cái phòng anh. Bỏ góc kia chứ cầm gì này con phòng, bỏ dưới kia cho ta. Có một cái gì về phòng làm gì cho nó hôi. Đúng không? Xong. Quá đứt trời. Cơ đủ chưa? Hả. Cơ đủ lá. Ba lá. Tí mà lá không có tiền mặt. Cái gì phải đầu tư hết á. Alo. Rồi, sao mày lâu? Cái gì? Ba gọi về phải không? Alo, ấy, chị đang dưới hành hơn nè. Làm đồ á. Mẹ, anh ăn cơm mày xuống, mày không xuống quá mày. Lên. Xuống chợ với anh coi. Đu về, bơ làm xong đu vậy? Giọng này rồi. Đang quen đúng không? À, đang quen đúng không? Quen quen không? Quen nào? Rồi tí lên này lên nè. Xuống xuống giúp. Rồi.